Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục series game The School White Day. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục với màn 2. Hôm qua mình đã qua được main building 1 rồi. Thì hôm nay không biết sẽ là cái gì đây. Tò mò quá. Tôi nghe thu âm hơi nhỏ nên thông cảm nha. Như là hôm qua là mình đi đâu nhỉ? Hôm qua là mình được gái dắt đi đâu đó không ta? Hôm qua như mình đã trả lời cái đoạn này rồi mà ta. Mình là học sinh trao đổi, phải cứ thật. Mấy nhìn mặt nhỏ này chảnh mà là muốn đá cho phát. Phải cứ à, khúc này hình như qua rồi ha. Mình skip đi. Này hình như là Hàn Quốc thì phải. Sẽ skip nhanh. Game này hình như là có rất là nhiều ending. Và mình nói trước với các bạn là mình sẽ đi tới cái kết thúc, một cái kết thúc thôi. Rồi còn lại là các bạn sẽ tự khám phá nha. Ok. Let's save. Sẽ cho no đi. Shit. Má. Ý là nó nhờ mình giúp mà nó chửi mình như chó. Mấy nó dắt mình đi đâu ta? Chắc nó bán mình qua Trung Quốc lấy nội tạng. Vậy cứ thật. Đâu. Có biết đéo đâu mà nói là tao biết chắc. Vậy cứ thật. Ngắm váy. Biến thái quá. Đầu ta nhảy sinh nữ, nhảy sinh nữ hả? What the fuck? Game đéo vậy. Ok, mày muốn giúp gì? Chi nữa? Lấy chìa khóa mà sẽ thử giúp má dễ gái quá. Vãi, nó nhờ mình giúp à? Nó nói mình như con vậy. What? Game này tối que, không thấy gì hết. Đùa à? Mình cần gì ra? Đâu có cái gì ở đây đâu. Oh. School coin. Ok. Chẳng có cái que gì. Có đi ra ngoài hết ta? Ồ đèn như cứt.
Hề. Đường đéo gì đèn có như không. Mà cần kiếm cái cờ lê hay cái gì đó đi. Cái gì đó bẻ khóa rồi. Ồ. Chưa chưa cần đọc cái này lắm. Cái gì đó để bẻ khóa. Có méo gì ở đây ta? Turn on the light. Thề luôn, không thấy gì hết. Có. À, quên nói với mấy bạn là game này nặng tới 1,7 GB lận nha. Qua là mình tải 800 MB rồi mình phải tải lại 71 lần nữa. Vậy tức là nó tới 1,7 lần. Khá là nặng luôn. Cái đấy nhìn cái đồng hồ vậy thôi hả trời, phải cần phải tìm một đồng hồ chí. Không có, không có gì hết. Hay là mình ồ, càng lúc cái âm thanh nó càng khiến mình đáng sợ. Phải thật, thề luôn. Âm thanh nó khiến mình sợ vãi cả đái. À, được một cái kèm. Nhớ phải tìm hai món mà quên rồi. Cái cây xấu xí. Gì vậy? Ồ, à, cái đồng tiền ở trường này để làm gì? À, cái thang đây. Ơi ơi, bậy. Tìm cái thang rồi. Khó khăn quá. Qua hết cảnh này chắc lâu rồi nha. Thì là cái game này nó tối quá. Không nhìn thấy được rõ ràng. Và mình phải giúp nhỏ nó lấy lại cái cuốn sổ gì đó. Kỳ lạ và là mà được vô nhà vệ sinh nữ vãi đái thật. Đang dựng thang lên. Ok. Tối quá. Tối quá ta. Game này chui vào à? Tối quá không thấy gì hết. Thời luôn mình thật sự mình không
không thấy được một cái gì hết, không không có chói tí nào mà vẫn không thấy. Do game nó lập trình cho ta, mình đã chỉnh độ sáng lên mát rồi nè, mát luôn nhưng vẫn không thấy, kỳ lạ vậy. Khi nào mới đến đây? Không thấy gì hết. Phải đi tới chừng nào ta? Không có qua được cảnh này hả? Thấy là đang rung rung cái gì đó, không biết. Không hiểu luôn. Nãy giờ như mình chỉ mới đi có một đoạn à. Mà rốt cuộc là mình đang chui đâu ta? Chui tới cái văn phòng để lấy cái cuốn sổ của ta. Thầy luôn đang làm cái đéo gì vậy? Như nãy giờ mình đi có một chỗ, phải cái đấy. What the fuck? Giờ rốt cuộc cái gì đó nè, nó khiến mình bị kẹt. Con này không hướng dẫn. Được rồi nè má. Phải cái đấy. Giờ rốt cùng đang làm cái đéo gì ở đây vậy? Má ơi, giờ con không biết đang làm cái gì nè. Có một cái gì đó khiến mình kẹt ở đây. Phải đái thật. Cái hình tam giác đó là cái gì ta? Shit, chặn mình rồi. Khốn nạn. Trời ơi. Phải lồn. Gác. Bạo lực học đường. Đù má, giết luôn hả? Fuck. Trường học đéo gì vậy? Chà căng ạ. Tính là mình chơi game này lâu rồi mà vẫn không biết sao là sao ta. Sao để mình ra khỏi đây? Không cắt được à? Janitor, giám thị hả? Phải chạy thoát khỏi giám thị.
Austin. À, hay là mình đánh đầu ta. Chết cha. Đâu rồi? Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi. Ê, 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 ê. Như nãy là dày đúng không? À. Oh fuck. Rồi hết biết quay lại luôn. Rồi hết biết đường quay lại luôn. Hay thật. Hay lắm, địt mẹ mẹ. Ở đây nè. Mình ra chỗ này, mình đi chỗ này ao phát, rồi mình đi cái đéo gì nữa nữa hả, một cái khoang nữa hả. Rồi đéo biết đi đâu luôn. Ô vãi cứt thật. Ô kìa. Really, what the fuck kìa. What the fuck? What the fuck? Tao làm. Shit, 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 shit. Ông mẹ. Như cá nằm trên thớt rồi. Ô mấy cứt. Sao chạy đây? Đẩy chúa trên cao. Phải lấy một cái. Lấy một cái document. Cái document. Đâu? Đâu? Ông má làm đâu? Đây nè. À quay cho đúng gì. Ok. Cứt thật. Mẹ. Đậu xanh. Khoan, anh đọc lại cái document đó. If the current leads to a blood test, the triggering alarm go off, it can be shut down by the circuit connect, the third and fourth socket.
third and the fourth. 3 và 4. Really? Really? Không, không có quay được. Yes. Lạy Chúa trên cao thương đau phù hoa. Cái gì vậy? Bùa ngải vậy? Bùa ngải hả? Chỉ vì muốn may mắn mà con nhỏ này nó kêu mình bán mạng hả? Đậu mé. Hết hồn. Cửa không mở rồi sao đi đây? Không quay về được rồi. Sell game ở đâu ta? Keys. Chưa sell được. Mới đến khúc này chưa sell được. Giờ phải làm cái gì đó. Cái ladder còn không? Đây là cái workshop. Chưa tìm. Giờ làm sao để mình ra đây? Vãi thật. Đậu xanh. Kẹt đây luôn à. Không, không thể nào được. Me. Một buổi bà. Fuck. Fuck, lạy Chúa trên cao. Không được. Me hết cả hồn. Lạy Chúa. Vậy là con nhỏ này nó sợ chết nên nó mới nhầm. Đâu má. Nó giết người thiệt đó con ngu này. Thời chiến Hàn Quốc. Vậy là game này có Hàn Quốc rồi. Hùng khí mày chết tới. Cảm ơn mình bằng cái chìa khóa cho mình đi về vậy khác đéo gì. Mẹ bà. Cây vải đái. Con quỷ. Mẹ. Lầy và là luôn. Mình sẽ sell ở đây vậy. Rồi mình sẽ xe ở đây. Mình sẽ đi về. Ủa? Lấy trời ho là ở đâu? Lấy chúa nãy giờ cũng không biết.
đây hả? Ở đây hả? Ủa rồi sao ra ta? Coi túi mình có cái gì? Main building central hallway key. Lock up fire shutter first floor central hallway. Và cái chỗ này chứ đâu? Ủa lạy chúa, rồi sao con ra? Hay ở đây ta? À đây nè. Tức thật, thề luôn, đáng sợ phải liền. Có lẽ là mình nên sell game ở đây ha, để cho tập sau đi. Hay là mình cứ sell đỏ đi, bởi vì máy mình sắp hết dung lượng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phải sell sớm để mình còn đăng nữa. Mà cứ qua hết khúc này đi. Lạy chúa trên cao, turn down for what? Phải đái thật. Đậu mé, đậu mé, lạy chúa. Ôi, bị dí rồi mẹ. Ông mà bắt cái là cho mình gặm tỏi như Châu Việt Cường luôn. Bãi đạn, ô được gái cứu. Bạn nữ này dễ thương nè. Thích bạn nữ này nè. Mà thấy đéo là bạn nữ lại chơi với bạn nữ kia. Kinh dị thật. Biết rồi. Yes, yes, phải nhớ chứ, bạn nữ dễ thương. Mình có phải cần trả lời thẳng là mình chỉ giúp con nhỏ quỷ kia giờ là bị nó diss chứ đi về cây với cái. Nói thật, đi trả đồ mà còn hơn là đi đi xin việc làm nữa. Đậu, nó nhờ làm đủ thứ, khác đéo đầy tớ. Phải ngôn tình chút. Dễ thương, thích bạn nữ này nè. Rồi. When gender is nearby, the same icon will display on top of your screen. You can drop the level. Check the icon. Ok. Đó, ok. Nhìn con mắt. Ok, vậy là nếu như mà giám thị lại gần mình thì con mắt ở chết cha quên rồi, trời ơi mẹ rồi cái không biết cách dùng luôn. Vậy là hãy mỗi lần mà giám thị lại gần mình thì con mắt bự nó sẽ phóng cho mình thấy là cái phải sao là cái độ nguy hiểm.
phải trở lại workshop nữa rồi. Phải đái thật. Cái gì? À, cái này là nó có một bộ sưu tập gọi là truyện ma Rumor và Not School Documents thì sẽ có. Với lại sẽ xin lỗi, sáng mới ăn cơm hơi no. Ồ, phải cướp thật. Ở đây là cái gì? Nhìn ra hình lá. Ồ, lấy chúa, lấy chúa. Ngu. Đi về đúng không? Game này. Oh shit, oh shit, oh shit. Thấy mẹ rồi. Quay lại. Lạy Chúa. Lạy Chúa trên cao. Đông. Vãi. Trừ xài ngải xài phép gì vậy? Má. Lạy Chúa. Xung quanh kỹ càng hơn. Dây kẹt rồi, không có gì hết. Vẫn còn đang ghi hình. Ok, mình sẽ kết thúc khi mà mình tìm. Ủa rồi, kẹt rồi. Kẹt rồi, kẹt rồi. Quy công dụng mày đi bật lửa à. Có bật lửa à, thì ra công dụng của bật lửa là đây ư? Vậy là mình có cần phải tìm thêm 1 lít dầu không? Ý lít xăng chứ. Nếu như mình tìm thêm lít xăng à, đốt trường. Ước mơ của bao học sinh. Đậu xanh trường này đốt chữ đéo gì vậy.
Đường này có nước quẳng có bơm vô. Phải cứt rồi, làm sao đây? Không qua được luôn. Có lẽ là mình sẽ quay về chỗ cũ. Nó nói là phải luôn nhìn vào hòm thư. Lạy Chúa trên cao rồi. Phải để ý con mắt nha, đến thôi là mình bị quýnh sao mà lờ với cái ông già đó. Kinh dị phải. Cái mà mình nghi ngờ nhất đó chính là cái gì, cái này nè. Chắc chắn nó phải có cái gì đó để mở ra. Không tìm được, phải về chỗ cũ để mình sao lại cái game. Yeah, một cái school call nữa. Quả thật là cái nhạc game này rất là kinh dị luôn. Xích xích, giám thị đấy. Giờ mình không tìm được cách để luôn. Quá. Lẽ là mình sẽ dễ dành cho tập sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thank you.